ใช่ชอบเพิร์ดลายชีมาดงแงนี่หวายว่าจันไรโอเคองเรย์ดีไซน์มา SM08lên 70-80% cái móng chặt lên hai bên hông chỉnh chỉnh cái máy lại xíu để thêm chút xíu clear chút xíu thôi nha, đừng có khô vừa hết cái móng vậy. Ok lại đó. Chiếu bò bỏ lên 70% cái móng, đợi 3 giây. Okay. Kéo mỏng xuống. Lấy cái bột ra. Easy. Anh chị em nhớ giữ cái shape nha, lát mình đỡ giũa. Đẩy cái bột lên Kiriko, vuốt xuống, vuốt xuống lên hai bên hông. Cho miếng clear vô để lấy giũa không bị bay màu. Cho ly khoảng chừng 70% rồi kéo xuống thôi chứ đừng có cho hết móng nha. Anh chị em cho hết móng hồi cái kia đi cổ dày cui vậy. Bỏ lên 70%. Cái chỗ này tháp nó mỏng xuống. Cái màu trắng đang xài là màu Milk White của ATN bên Alex Trương nha. Giữ cái xếp nữa. Đó vô
lo cái critical, kéo xuống 1 2 3 lên hai bên hông. Ok, cho xíu clear lên. Chỗ này càng mỏng càng tốt nha, giữ xếp nữa. Đây nữa là... lo cái critical đẩy bột lên, vuốt lên hai bên hông. Bên đây còn xíu thiếu bột, chêm miếng bột vô nha, không sao hết, thiếu chỗ nào chêm chỗ đó vô. Các anh chị đừng thấy thiếu cho mình chị bỏ luôn nó chết luôn, khách nó về nó quành lại bắt sữa mà bỏ cục bột 70% vú xuống. Cho miếng liquid lên, bảy mươi phần trăm cái móng, rồi chỗ này mỏng thôi, vuốt tém nó vô. Lấy cái cọ thường em hay lấy cái móng tay móng út quê mà móc ra cho nó nhanh, nhưng mà làm vậy thì nhìn nó có vẻ không có chuyên nghiệp lắm, nhưng mà được cái nó gọn nó nhanh. Rồi lên để sát vô đẩy lên critical, vuốt xuống. Lên hai bên hông kiểu mình để thấy xíu bột chìm vô. Ok, đẹp trai, cho mình clear lên. Ok, xong. Giờ mình rửa xếp nha.
Đây, màu trắng em xài New White White Tien. Em màu này là màu pink SM 8 Bay Berry. Còn cái này là crystal clear thôi, thấy cho em. Anh chị xài xong nhớ rửa cọ kỹ, xài được lâu. Vỗ ATM luôn, ok. Bây giờ mình vỗ, đặt thẳng cái vỗ nha, đẩy đẩy lên từ bên hông vỗ ở dưới nè, mấy cái ba dớ dưới vỗ mà lên thẳng, mình vỗ ôm vô kéo cái cọ qua. Đây cũng vậy luôn. Cái khách này ngón ngắn cho nên mình không có làm cái đầu nhỏ quá, làm đó vừa vừa thôi cho nó ôm ôm như xíu đó, thẳng góc và ngón bên này giống vậy luôn, đặt cái vũ thẳng luôn, thẳng lên vậy nha, chứ đừng có anh chị để vậy là sai nha. Thẳng như này em không relax, thank you. Cũng đi từ dưới cộng lên thẳng xong rồi ôm vô cho nó ôm vô, đặt cái vô xéo xíu cho nó ôm cái móng, nó thon nó gọn cái móng vô. Rất là ôm vô. Ok, vữa xong hết rồi, lật cái tay người ta lại coi coi có món nào méo thấp cao gì đó chỉnh lại.
lực cũng đây là gì nè, chứ mình nhìn cái phía của mình không thấy được cơ, phải lực cái tay người ta vậy, khách nó hay nhìn như vậy, mình nhìn cái phía của mình không thấy được, cái phía bên mình nó mình chỉ chuẩn được khoảng chừng 80% thôi, mình muốn perfect luôn mà phải lực cái tay nó lại khách lại. Đó, bây giờ là perfect chuẩn. Nè, nó nhìn nóng cái luôn nha. Ok, can I see? Can I see your hand? You see? Now it's shorter. I see. When I file it, it's shorter, right? Uh-huh, yeah. Okay. Yes, you're right. Yeah. Mm. Looks good. Okay. So. Rồi, bây giờ qua cái tay này cũng vậy thôi. Đẩy hai bên da lên, bỏ cái vũ vô. Muốn có shape bén là phải có cái vũ bén nha anh chị. Cái vũ mà cùn quá, vũ mệt lắm. Tám chục hả? Ok. Tự dưng làm nhiều tiền con cô chứ. Bả làm cái chân 80, mình làm cái tay có 60. Rồi cũng giống vậy nha, vũ rồi dưới vũ lên. Rồi thẳng gốc, thẳng vậy nè. Thẳng nha. Ok. Đó, xếp vậy là ok rồi. Cho hai bên nó ôm vô xíu. Bên hông nè, cho nó sạch mấy cái dưới đây nè, để mình đỡ clean. Ok, đó là perfect rồi đó. Xây cái tay người ta lại skip. Coi cái món hồi méo cao đều hấp gì chỉnh lại.
đây dư chút nè, cho nó vô. Đây dư chút nè, cho nó vô thêm. Ok, cái nó xí cho em. Giờ mình mới đo lại hai tay người ta cho nó đều. Đó, bây giờ nhìn trái như phải, phải như trái là ok. Ok, thì bây giờ chạy máy. Chạy máy, thường em dùng cái đầu bình thường này thôi. Medium. Đẹp, sạch sẽ, tròn kia đi cầu là ok. Trời, mấy cái này cẩn thận. Xưa lúc em mới làm em cắt tay khách gọi. Bây giờ lâu lâu cũng có cắt xăm tham thôi. Nhiều khi làm tới con giờ cuối, con thứ 6, thứ 7 bắt đầu ván ván mặt mày. Giờ bắt đầu cắt nó. Kêu đi cầu vậy rồi, ok. Trước khi dũa đẩy đẩy cái da người ta lên, đi được phải qua. Phải qua. Đẹp này. Ok, vô vẹn. Đẩy cái da lên. Đi được phải qua.
nãy mình bỏ clear lên đây là để lúc mình vũ nó có bị bay cái ombre ở đây. Ừ. Thấy có mấy anh chị làm pro lắm, không có cần bỏ clear luôn cũng được nha. Nhưng mà mấy cái đó là mấy anh chị đó là đẳng cấp ghê gớm lắm. Thằng ai mà mới tập làm thì nên cứ bỏ clear lên. Ok. Ông mà giờ vớt mấy cái giờ ở dưới. Xin do cho khách rửa tay xong rồi sơn bóng lên thôi. Anh kia anh chị theo dõi video của em.